Sao cổ anh bé vậy? Hắn cực kỳ tốt duyên, hay nói cách khác là hắn rất đào hoa, nhưng hắn vẫn mặc cảm là vũ khí của hắn chỉ là pháo tép. Một lần sau lâm trận, người tình của hắn òn ẻn nói: "Trời ạ, người thì to cao mà sao nó bé thế?" Hắn cười khì khì và bảo: "Thì tại ngày xưa nhà anh nghèo, quần áo ấm chẳng có, lại lam lũ mò cua bắt ốc kiếm sống trong gió rét căm căm, nên nó sun từ bé, chăm mãi nó chẳng chịu lớn đấy." Đừng lừa tôi. Một đêm hắn trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì căn bệnh mất ngủ đã lâu. Hai nữa, hắn bị u xơ tuyến tiền liệt nên cứ lịch kịch suốt cả đêm. Đang buồn bực thì thần chết đến chơi và lân la bắt chuyện. "Tớ thấy cậu có vẻ buồn bực và đau đớn, hay cậu đi với tớ đi." "Ơ hơ, này ông thần chết, tôi mới có 65 tuổi thôi nhá. Tôi nói riêng với ông là tôi vẫn còn yêu đấy. Có một cháu kém tôi gần 30 tuổi vẫn say như điếu đổ đấy nhá. Thôi thôi, tôi xin cậu đừng bốc phét chém gió nữa. Cái bệnh u xơ của cậu trên bảo dưới không nghe. Rồi tớ đứng cách cậu 3 mét vẫn thấy mùi amoniac đấy nhá. Thôi tôi xin cậu, cậu chẳng có tiền, chẳng làm ăn được gì nữa, thì hãy tha cho con người ta làm phúc đi, đừng lừa con nhà người ta nữa. Nhưng mà tôi chưa đi được, còn nhiều cái luyến tiếc lắm." "Tiếc gì nữa chứ, rượu thì cậu đã uống hết định lượng mà ông trời đã định rồi. Thần Lưu Ly đang kiện cậu kia kìa. Thôi cậu đi với tớ đi, đi với tớ sướng lắm." "Sướng thế nào, ông nói tôi nghe đi." "Xuống dưới ấy ai cũng bình đẳng, không phân biệt quan chức hay thường dân, không phân biệt giàu nghèo như trên trần đâu. Đấy, cậu có thấy ai đi theo tớ rồi mà muốn quay về trần gian nữa đâu." Chợt có tiếng gà gáy vang lên, vầng đông đã hửng sáng. Mấy ông bà đi tập thể dục sáng sớm đang chuyện trò dâm gian ngoài đường, quay lại chẳng thấy thần chết đâu nữa. Đi cũng chẳng chào một câu là sao. Lờ lạ, cá tươi. Mới hơn 3 giờ sáng, mưa phùn gió bấc rít từng cơn, tiếng trâu khua sừng côm cốp vào vách chuồng. Chồng vùng dậy trải ra che ấm cho trâu, xong vào cởi quần áo ngoài, trèo lên giường ôm lấy lưng vợ. Vợ im lặng chả nói gì, anh lên tiếng: "Vợ này, chồng ôm thế thì vợ cũng phải quay lại biết đó là ai chứ. Lỡ không phải chồng mà là thằng hàng xóm thì sao?" Vợ vừa kéo chăn trùm đầu vừa làu bảo: "Ôi dào, nếu là cái lão hàng xóm ấy thì cái của nợ đó đã cứng ngắt thúc vào dưới mông vợ rồi." Quan tâm, hai người bạn già ngồi tâm sự. Một bà thở dài kể: "Con cháu ngày nay khác ngày xưa nhiều quá, không quan tâm đến bố mẹ ông bà gì cả. Cả ngày chúng chẳng hỏi han vợ chồng tôi lớn một câu." Bà kia liền trả lời: "Ôi vợ chồng bà không ai quấy rầy, thế thì hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Đằng này á, vợ chồng tôi thì bị cái đám con cháu nó hỏi han suốt ngày, đến là phát điên." Bà này ngạc nhiên hỏi: "Ồ, tôi tưởng được con cháu quan tâm là tốt quá rồi còn gì. Thế chúng hỏi chuyện gì mà ông bà lại bực mình?" Bà kia bĩu môi, bức xúc nói: "Hơ, chúng toàn hỏi chôn vàng cất tiền ở đâu." Chàng và nàng ngồi tâm sự, bỗng chàng chỉ hàng cây trước mặt nói: "Em nhìn về phía hàng cây kia đi, em có thấy gì không?" Nàng nhẹn nụ cười đáp: "Em thấy hàng cây thẳng tắp, lá nhuộm một màu vàng bởi mùa thu." Chàng gật đầu đôi mắt mơ màng: "Thế em có biết nó nói lên điều gì không em yêu?" Nàng hứng khởi: "Tình yêu tụi mình sẽ mãi đẹp như mùa thu phải không anh?" Chàng lắc đầu buồn bã: "Ôi nó không lãng mạn như vậy đâu, mà là chiếc xe anh đi mượn bị mất trộm rồi." Nhiều chuyện. Đã lâu không gặp nhau, hôm nay hai bà sồn sồn ngồi cà phê, buôn dưa lê, bán dưa hấu với nhau. Thôi thì đủ thứ chuyện trên đời,
Thượng vàng hạ cám, bà biết không, có những cái ta không biết, không thấy, nghe người khác nói mình không tin, nghi ngờ, nhưng thực tế là có thật đấy. Bà nói vậy nghĩa là sao? Ý tôi nói, phước cho những kẻ không thấy mà tin. Tôi nghe câu này thấy quen quen. Thì đúng rồi, câu nói của thánh nhân đó. Tôi chỉ nói một ví dụ đơn giản là tuổi tôi và bà nhiều khi sỏ sợi chỉ qua lỗ kim còn khó khăn. Thế mà khi nghe người ta nói có thể sỏ 20 sợi chỉ qua lỗ kim, bà có tin không? Chắc chắn là bà không tin rồi phải không? Nhưng thực tế là người ta làm được đó. Bà nên nhớ mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Người ta làm được là do người ta biết cách, còn mình không biết cách thì sẽ không làm được. Có vậy thôi. Tào lao một hồi, cuối cùng hai bà quay sang nói xấu chồng mình. Lão nhà tôi chán lắm, lười thể thao, ham ăn nhậu, nên kém tắm gì đâu à. Biếng khởi động, chưa kịp tăng tốc thì đã về đích rồi. Nhiều khi manh động, muốn ngoại tình cho rồi. Chẳng bù cho cái lão nhà tôi, thông thường là khởi động, sau đó là tăng tốc, và cuối cùng là về đích. Đằng này, lão cũng khởi động, cũng tăng tốc. Nhưng thời lượng tăng tốc của lão thì hơi bị lâu. Đến nỗi tôi về đích rồi mà lão ta còn chưa thèm về đích nữa chứ. Thế mới tức chứ lệ. Nhiều khi tôi cũng thấy oải lắm bà ơi. Thế thì bà đổi cho tôi đi. Đâu có được đâu. Cái gì thì đổi được. Chứ cái này là không thể. Nói chuyện vậy thôi chứ. Chứ hồn ai nấy giữ bà ơi. Thôi ông à, hai cụ cũng đã trên 80 tuổi, con cái đi công tác xa, hai cụ ở nhà chăm sóc cho nhau, rất may sức khỏe của hai cụ vẫn tốt, ít ốm đau. Duy cụ bà thì răng đã rụng vài chiếc, hắn ở gần nên hay sang chơi với hai cụ. Trưa nay nóng chẳng ngủ được, tầm 2 giờ chiều hắn sang cụ chuyện trò cho vui, vừa đến đầu nhà. Hắn nghe tiếng cụ bà hỏi phong phôi phả phong, nghĩa là ông thôi hả ông. Tiếng cụ ông trả lời trong tiếng ho đứt quãng. Tôi nào có thôi, tôi ho nên nó tụt. Nghe vậy hắn tủm tỉm cười rồi ra về. Quên điều xấu hổ, xa quê đã lâu, về thăm bạn bè. Một anh chàng gặp bạn cũ đang ngồi tu ừng ực cốc rượu liền hỏi. Ôi, sao cậu lại uống nhiều như vậy? Gặp chuyện gì buồn à? Dương mắt lờ đờ nhìn bạn phương xa, anh ta buồn bã đáp. Ừ, tôi đang muốn say, say để quên đi cái điều làm tôi xấu hổ đây. Tò mò, anh bạn phương xa hỏi. Vậy cậu xấu hổ về điều gì? Người bạn quê tỏ vẻ hối hận nói, tôi xấu hổ về việc uống rượu nhiều, để ngày nào cũng bị vợ chửi rủa. Còn dễ chịu hơn, nhân lúc rảnh rỗi, hai người bạn hàng xóm tụ tập uống rượu tán gẫu. Bỗng anh bạn chủ nhà tò mò hỏi bạn hàng xóm, tao thấy vợ mày suốt ngày cằn nhằn, trời chó mắng mèo, ấy thế mà mày vẫn cứ chịu đựng được. Không phản ứng gì, sao thế? Thấy bạn thán phục, anh hàng xóm khoái chí cười, bảo, ôi vợ tao mà càu nhàu, còn hơn những lúc vui vẻ đấy. Cô ấy mà hát karaoke, nghe còn kinh khủng hơn nhiều. Lược tích điện, một công ty kinh doanh nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi và sẵn sàng trả lương khởi điểm cao ngất ngưởng cho người trúng tuyển. Số lượng tuyển có hạn, mà ứng viên đăng ký thì nhiều. Có 3 người may mắn được chọn để bán hàng đợt này. Công ty đã giao cho mỗi ứng viên 100 chiếc lược và yêu cầu họ phải bán tại các chùa kinh Phật. Bài toán thật khó. Cái oái âm ở chỗ là khi xuất giá vào chùa, tất cả sư đều phải xuống tóc cạo trọc đầu. Làm gì có nhu cầu sử dụng lược chứ.
Mà khi đã không có nhu cầu thì làm sao có thể bán được hàng? Nghĩ mà bó tay chấm com. Thế nhưng đây là công ăn việc làm, là cuộc sống, là triển vọng, là tương lai. Ứng viên không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải thực thi. Ứng viên thứ nhất mang lược đến chùa vừa chào hàng đã bị các bổn sư mắng té tát, cho rằng anh này giễu cợt họ và đuổi thẳng cổ. Bằng sự nhẫn nhịn, anh đã phải quỳ gối, cắn răng chịu đựng và luôn miệng cầu xin các sư mua lược để còn có cơ hội xin được việc làm. Cuối cùng, một bổn sư thương tình đã mua giùm một chiếc lược của anh. Ứng viên thứ hai, sau khi đi vòng quanh một ngôi chùa trên núi, tự cảm nhận thấy tóc mình bị gió thổi tung rối bời, anh ta xin gặp sư chủ trì. Được gặp, anh ta chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà và thưa rằng trên núi cao gió thổi mạnh, các thiện nam tín nữ như con chẳng hạn đến đây dâng hương cúng dường mà tóc tai rối bù, e là không thành kính trước Phật. Xin nhà chùa chuẩn bị một chiếc lược để trước lúc dâng hương đảnh lễ, các tín đồ Phật tử cần chải tóc cho gọn gàng nghiêm trang ạ. Nghe nói có lý, sư trụ trì đồng ý mua 10 chiếc lược để sẵn ở cạnh 10 lư hương của nhà chùa. Ứng viên thứ ba, anh ta đến thẳng ngôi chùa lớn nhất trong vùng, quanh năm hương khói nghi ngút, xin gặp thượng tọa trụ trì và thưa rằng bạch thầy, chùa ta lớn nhất vùng, ngày nào cũng có hàng trăm tín đồ đến thắp hương, phàm là người dâng hương ai cũng có tấm lòng thành kính cúng dường. Chùa lớn như chùa ta đây, thiết tưởng cũng nên có chút tặng phẩm nhằm tri ân cho họ. Con có mang theo ít lược của công ty đây, thầy có thư pháp hơn người, xin viết lên lược ba chữ lược tích thiện làm quà. Món tặng phẩm này con tin sẽ chứa đầy ý nghĩa ạ. Thượng tọa nghe có tình có lý, đã cho phép mua 100 chiếc lược. Nhờ có lược tích thiện làm quà tặng mà một đồn 10, 10 đồn 100, dân chúng tứ xứ đổ về chùa dâng hương kính lễ cúng dường ngày một đông, danh tiếng của chùa vang xa. Sau đó, chùa đã ký hợp đồng mua hàng nghìn chiếc lược của công ty. Hôm nay nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, gia đình tôi có một bữa liên hoan anh em quây quần uống rượu. Mọi người nâng ly chúc tụng nhau sức khỏe. Sau khi cùng đồng khởi hết ly thứ nhất, chú em rể tôi liền rót hết rượu vào ly rồi nói, em ít tuổi nhất, xin được nâng ly thứ hai, xin chúc các ông anh ạ. Ông anh vợ tôi vốn là kỹ sư hóa, từng là sinh viên của Đại học Tổng hợp cuối thập niên 60, liền giơ tay bảo, từ từ đã chú, anh vừa uống mà chưa có chút lát dạ, để anh nhấm nháp chút vào dạ dày đã nhé. Sau khi ăn lót chút, anh liền thủng thẳng nói, thật ra rượu cũng chẳng bổ béo gì, mà sao đàn ông chúng ta cứ thích uống rượu nhỉ? Rượu anh em ta đang uống đây có tên khoa học là etilic, công thức hóa học là C2H5OH. Vì vậy, dù là rượu được nấu từ gạo hay từ sắn đều giống nhau cả. Thấy vậy, chú em con ông, chú ruột tôi vốn chuyên nấu rượu bèn cự lại. Em thì ít hiểu biết, nhưng bác nói thế, em không phục đâu. Cứ như bác, thì sao họ lại cứ thích rượu em nấu từ gạo nếp? Bây giờ, em mà còn nấu rượu sắn, chắc ế chẳng ai mua đâu. Tôi cam đoan với chú là dù rượu gạo hay rượu sắn mà có lẫn chất aldehyde thì khi uống vào đều đau đầu, có thể còn ngộ độc gây tử vong nữa đấy. Chú cứ thử thế này cho anh, ngày hôm nay chú lấy rượu gạo và rượu sắn đổ vào hai vò sành riêng biệt, rồi nút lá chuối khô bịt ni lông kín, rồi cho xuống giếng nước nhà chú. Tôi cam đoan tết vớt lên uống chẳng phân biệt được đâu là rượu gạo, đâu là rượu sắn đâu. Ông anh trai tôi vốn là bác sĩ về hưu cũng góp chuyện, đúng là rượu chẳng có chất bổ gì cả, nếu ta uống ít thì sẽ là chất dẫn trong cơ thể giúp tiêu hóa tốt, nhưng uống nhiều thì sẽ hại dạ dày, hại gan thận,
uống lâu ngày sẽ đột quỵ, ung thư gan thận, vòm họng. Tôi khuyên các ông, trừ khi phải tiếp khách, còn thì chỉ nên uống một ly nhỏ hàng ngày vào buổi tối. Nếu uống rượu vang đỏ là càng tốt. Chú út nhà tôi vốn là thợ xây, bấy giờ mới lên tiếng. Ôi, xin lỗi các quan bác, chứ em đây dân cửu vạn, hàng ngày em chẳng có cút rượu thì cơm chẳng trôi, mà có sức khỏe đâu đi cày hàng ngày để nuôi con chứ. Thấy tình hình sẽ biến chuyển có vẻ căng, tôi bèn nói giảng hòa. Tôi thấy ông nào cũng đúng, thôi bây giờ tôi xin mời tất cả các ông anh, ông em nâng ly, còn uống bao nhiêu thì tùy sức khỏe tửu lượng của từng người ạ. À, mọi người đều vui vẻ nâng cốc và câu chuyện về rượu thì vẫn sôi nổi. Chiếc mũ lạ. Đi làm về thấy vợ đang nằm đọc sách, anh chồng âu yếm hỏi: "Một mình ở nhà, em không thấy buồn chán đấy chứ?" Đưa cuốn sách trên tay cho chồng xem, người vợ nhoẻn miệng cười đáp: "Ồ không đâu anh yêu, suốt ngày em ở nhà bầu bạn với ông William Shakespeare mà này mà." Bỗng thấy trên chiếc ghế sofa có chiếc mũ lạ, anh chồng sầm mặt sáng giọng bảo: "Kìa, hình như ông ta ra về bỏ quên mũ đấy." Con chỉ nói đùa thôi, có một ông đang ngồi uống rượu, đột nhiên thằng rể hầm hầm đến mách: "Bố ạ, con gái bố dạo này hư hỏng vô lễ hỗn láo quá." Bị thằng rể quấy rầy, ông bố bực mình gắt: "Thôi, không phải kể nữa, tính nó thế nào tao biết. Mày về bảo với nó còn gây phiền phức cho mày như thế, tao nhất định tước quyền thừa kế của nó ngay đấy." Thấy bố vợ tuyên bố như vậy, chàng rể vội vàng cười nịnh bảo: "Ấy ấy, bố chưa có nóng tính, con chỉ nói đùa thôi mà. Vợ con là người đoan trang và hiền thục hiếm có trên đời đấy bố ạ." À, anh chồng đang làm việc tại cơ quan, vợ đi siêu thị liền gọi điện bảo: "Em mua nhiều thực phẩm quá, anh đến giúp em xách về có được không?" "Ôi, anh còn lâu mới được nghỉ, em gọi taxi về nhà đi nhá." Một lát sau, cô vợ hồ hởi gọi lại cho chồng: "Em đã giải quyết cách khác nhanh gọn rồi, đỡ hẳn một khoản tiền taxi." Anh chồng mừng rỡ, nói đùa với vợ: "Thế em bán lại cho người khác rồi à?" Nghe chồng nói thế thì cô vợ phì cười đáp: "Không phải bán, mà là em biếu không cho dạ dày mình rồi." Một anh chàng chất vấn bạn: "Này, cậu vẫn bảo phụ nữ là phái yếu có phải không?" Anh bạn gật đầu xác nhận: "Ừ, đúng như vậy mà." Anh chàng kia tủm tỉm nói: "Tớ thì không tin. Về nhà đêm nay ngủ cậu thử kéo chăn hoặc gối về phía cậu, xem vợ cậu có yếu không nhé." Nói không gãy gốc. Cô giáo hỏi một học sinh đi học muộn: "Em làm gì mà đến lớp muộn thế hả?" Sợ cô giáo kỷ luật, cậu học sinh vội thanh minh: "Dạ thưa cô, em phải cọ lờ cho mẹ xong thì mới đi học ạ." Thấy học sinh nói vậy, cô giáo tức quá, liền gọi phụ huynh đến lớp để làm việc. Hôm sau ông bố của học sinh đến gặp, cô giáo sẵn giọng nói: "Đấy anh xem, hôm qua cháu nó đi học muộn, tôi hỏi lý do thì cháu nó lại nói bệnh, bảo là phải ở nhà để cọ lờ. Ôi, đúng thật là quá quắt, không thể chịu được." Nghe cô giáo phản ánh, ông bố ngượng ngùng xác nhận: "Dạ thưa cô, sáng hôm qua mẹ cháu bắt bố con tôi phải ở nhà để cọ lờ thật mà, mong cô thông cảm nhé." Cô giáo vô cùng ngạc nhiên về chuyện đó, đành tìm mẹ học sinh để làm sáng tỏ. Bà mẹ nghe cô giáo kể vậy thì thở phào giải bày: "Dạ, dạo này nhà tôi bị mấy thằng trẻ danh nghịch, chúng viết bậy nhiều chữ lờ to tướng trước cửa nhà, bực quá nên tôi đành bắt bố con cháu phải cọ những chữ đó đi cho sạch. Tại bố con nó nói không gãy gốc nên để cô hiểu lầm thế đấy." Nguy hiểm. Thấy đứa em định bước lên chiếc cân bản điện tử của mẹ để ở góc nhà,
Thằng anh tái mặt hét lên thất thanh. Này, đừng bước lên đó, nguy hiểm lắm đấy. Thấy thái độ của anh như vậy, đứa em sợ quá mới hỏi. Tại sao lại nguy hiểm hả anh? Thằng anh nghiêm giọng đáp. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà mỗi lần mẹ trèo lên chiếc cân đó là mẹ lại gào lên rằng, trời ơi, chết tôi rồi. Ngủ với ma. Cái số tôi nó long đong lận đận về đường tình ái. Hôm trước đi xem bói, thầy phán là số của anh bị một con ma nữ nó ám. Nó đeo đuổi anh suốt cuộc đời, nên đường tình duyên của anh nó trần ai lắm, không tránh được. Tôi hỏi, vậy có cách nào giải được không thầy? Có chứ, nhưng phải tìm được cô đồng thật cao tay, khều được hồn ma nữ về, rồi mới tách nó ra được. Tìm mãi, hỏi thăm mãi, mới biết ở xóm bên có cô đồng mới nổi, lại cao tay lắm. Thế là tôi khăn gói lên đường đến nhờ cô giúp đỡ. Vừa nhìn thấy cô trong trang phục mang màu huyền hoặc, uy nghiêm, tôi bị hút hồn luôn. Không biết vì nơi hương khói linh thiêng hay là vì vẻ đẹp kiều diễm của cô đồng nữa. Thấy cô nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ. Sau khi đặt lễ và mảnh giấy ghi thông tin của mình xong, tôi chọn một chỗ ngồi hơi khuất và chờ đợi. Mãi đến tận sẩm tối mới được cô gọi vào và bảo thắp hương khấn vái để cô khều hồn ma nữ. Sau khi hồn ma nữ đã nhập vào cô, thái độ của cô lúc này khác lắm. Tại kiếp trước, anh đã nợ em một nhân duyên không chọn, nên kiếp này em phải rong ruổi cùng anh. Dù âm dương cách biệt, nhưng lúc nào em cũng ở bên anh như bóng với hình. Thấy ma nữ nói những lời ngọt ngào tình cảm, lại có những cử chỉ thân mật, tôi thấy động lòng. Tôi ôm ma nữ vào lòng và dìu ma vào nhờ phòng của cô đồng để tâm sự. Rồi chuyện đó đã đến, chỉ có điều tôi thường nghe các cụ nói là thân thể của ma thì chỗ nào cũng lạnh giá. Vậy mà tôi sờ đến chỗ nào của ma nữ này cũng thấy nóng hồi hổi. Tâm sự xong, cô đồng, à quên, ma nữ lại mặc quần áo chỉnh tề ra bàn hương ngồi chiếm trị, dùng mình mấy cái và phán rằng, ta thăng đây. Rồi cô nói, con ma nữ này nguy hiểm lắm, nó chưa tha cho anh đâu. Cứ mỗi ngày cuối tuần, anh phải đến đây vào chiều tối để ta khều nó về, rồi lựa lời khuyên bảo nó rời xa anh để anh tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng mà thưa cô, nhà tôi nghèo, không đủ tiền để sắm lễ, đến nhờ cô khều hồn ma nữ nữa ạ. Thôi, thấy anh là người thật thà tốt bụng, gia cảnh lại khó khăn, ta miễn lễ. Thế nhá, cứ nhớ chiều tối, ngày cuối tuần thì đến đây ta giúp cho. Người gác cổng, số là ông ta đã làm trong trường đó mấy chục năm và sắp về hưu. Một người cần mẫn, luôn đúng giờ, tính tình hòa đồng nên cả trường ai cũng quý. Dù ông không hề biết chữ, cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay trở về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý, có thêm mục ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực. Sau một tháng, thì bác gác cổng trường bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn. Tại sao tôi đã quy định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm hả? Bác đành thú nhận, dạ thưa ngài, tôi không biết chữ ạ. Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng. Ở một nơi chồng người, không thể có nhân viên mù chữ được. Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù. Về nơi ở trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu, lang thang mãi, cảm thấy đói và muốn tìm ăn hot dog quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ. Nhận ra cả vùng ông ở không có một quán bán thứ bình dân này, và ý nghĩ kinh doanh hot dog đã nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng giao bán. Không ngờ ngày đầu tiên ông đã kiếm mấy chục đô la tiền lãi. Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều hơn, thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên của ông. Tin về người bán hot dog giàu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog
không ngần ngại nói, tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la. Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký ông này thú nhật. Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ. Ông chủ nhà băng bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ. Tôi không thể hiểu nổi, ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn chứ? Tỷ phú bán hot dog thản nhiên đáp, nếu biết chữ thì giờ này tôi đang gác cổng trường. Hai tư giờ làm vợ, một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật kiếm tiền, trong khi cô vợ ở nhà chỉ phải làm việc vặt. Anh cũng muốn nhàn hạ như thế, liền xin với Chúa, Chúa ơi, con khổ quá, con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin người hãy đổi vị trí của chúng con để vợ con thấy được nỗi vất vả của con thế nào ạ? Chúa thương tình cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ. Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường. Trở về nhà lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại, tới cửa hàng mua hoa quả, bỏ đống hoa quả vào trong tủ lạnh, dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã 11 giờ, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn bếp, ăn qua loa bát cơm nguội, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong lúc đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4:30 chiều, anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Về nhà đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó gọt khoai tây và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối. Bữa tối xong, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9 giờ tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, chồng lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng. Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói, Chúa ơi, con khổ quá, con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông. Chúa thấy anh ta hối hận, bấy giờ Chúa mới phán, con của ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng 10 ngày nữa, bởi vì ta biết con đã dính bầu đêm qua rồi. Trần sao âm vậy, hôm nay đi chợ đúng ngày rằm, đang đứng lơ ngơ trước tiệm hàng mã thì thấy một chị khách bỗng dưng to tiếng với mộ chủ. Chị khách bảo mộ bán cho tôi con ô tô đều hả? Tối qua đốt xuống mà ông nhà tôi hiện về nói xe có chạy được đếch đâu. Mộ chủ tiệm bảo, ôi chết thật, tôi quên nói với chị là phải mua thêm gói phụ kiện nữa. Chị khách ức quá hỏi lại, xe vàng mã mà cũng kèm theo lạc à? Thế còn thiếu gì nữa không? Để tôi mua một thể. Chủ tiệm mặt lạnh te bảo, Trần sao âm vậy chị ơi? Ngoài gói phụ kiện ra, chị phải mua thêm đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm dân sự bắt buộc, tổng cộng của chị hết thêm 200 ngàn nữa đấy ạ. À, chị khách hậm hực rút ví ra trả tiền xong định về thì chủ tiệm lại ngăn lại bảo, ôi chị ơi, chị còn quên một thứ nữa, thiếu cái này là anh nhà chị phải chạy le ve trong phố thôi chứ không đi xa được đâu. Trời ơi, cái gì nữa đây, lắm chuyện quá rồi đấy. Dạ là chị quên dán ePass để anh ấy đi cao tốc ạ. À, chị khách gầm lên, ôi trời ơi, dưới đấy tối om như âm ti mà cũng có bót à? Sao các bố không đi âm lộ cho đỡ tốn tiền nhỉ? Có hết đấy chị ơi, cao tốc dưới đấy đường thẳng tắp, không có những đoạn đường bỗng nhiên cong một cách mềm mại như trên ta đâu. Hay hơn nữa là dưới đấy á, chạy thoải mái, không lo bị bắn tốc độ gì cả. Thế thì lạ nhỉ, thế sao dưới đấy luật lệ lại thoáng thế nhỉ? Chủ tiệm bảo, có bốc đầu bó vỉa, chạy với tốc độ bàn thờ cũng không ai thèm bắt đâu.
vì có chết được lần nữa đâu mà lo. Chị khách nói, ừ nhỉ, nghĩ cũng đúng. Thế xong thủ tục chưa để tôi còn về? Chủ tiệm lại bảo, ôi chị nên gửi thêm cho anh nhà ít đô la âm phủ nữa chứ. Gửi như các năm trước thì không đủ đâu. Chị khách trợn mắt hỏi, ơ, dưới đó hàng hóa cũng tăng giá cơ à? Vâng, xăng tăng nên các mặt hàng dưới âm cũng tăng theo đấy. Nhiều người hiện về kêu đói lả đi vì phở lên tận 40.000 mà người nhà cho có mỗi 25.000 ăn sáng. Nên chỉ có đốt thì đốt sấp dài dài một tí, ít ra cũng phải gấp 3 lần trước, không là các cụ lại kêu đấy. Ừ, thế có cần gửi kit test cho các cụ không? Để tôi mua luôn. Không cần đâu, lần trước mọi người đua nhau đốt kit của Việt ớ. Các cụ soi xong toàn ra dương tính giả, nên các cụ cay mũi nói, liệu cái hồn đấy, bố mày mà hiện về bóp cổ cả lũ chúng mày bây giờ, quần mất dạy. Với lại nghe nói ở dưới giờ cũng miễn dịch cộng đồng cả rồi, hơn năm nay chưa thấy ca nào chết chị ạ. Chị khách gật như bổ củi rồi quay xe vui vẻ ra về. Mình đứng nghe mà tự nhiên phục lăn mộ chủ tiệm. Đúng là khi người ta chịu khó học hỏi, update thông tin thì bán hàng mã nó cũng ở một cái tầm khác. Sự thông thái cùng trí khôn vượt trội của người Do Thái luôn khiến người khác phải tò mò. Tình cờ trên một chuyến tàu gặp được người Do Thái, một người tò mò hỏi, tại sao người Do Thái các anh thông minh thế nhỉ? Anh có thể chỉ cho tôi biết bí quyết là gì không? Người Do Thái khá vô tư, chia sẻ bí quyết. Ôi đơn giản lắm, chúng tôi hay ăn đầu cá ấy mà. Người kia tỏ vẻ bất ngờ, thật vậy sao? Vậy tôi nên cần có một cái đầu cá cho trưa nay không nhỉ? Người Do Thái tử tốn trả lời, may là tôi có mang theo cá cho bữa trưa của mình đây nè. Vừa nói xong, người này lấy con cá ra và đặt lên một cái đĩa trên bàn giữa hai ghế ngồi trên tàu. Người kia tỏ vẻ đầy hào hứng, ôi thế thì tốt quá, nếu bạn có thể bán cho tôi riêng cái đầu cá này có được không? Người Do Thái trả lời, ồ tất nhiên là được thôi, nhưng cứ đưa cho tôi 10 đô la là được. Người kia móc túi lấy 10 đô la đưa cho người Do Thái và lấy cái đầu cá ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, người kia mới sực tỉnh ra điều gì đó và nói, tại sao tôi lại phải trả anh 10 đô la cho một cái đầu cá trong khi cả con cá chỉ đáng giá 5 đô la nhỉ? Người Do Thái trả lời, đấy anh thấy chưa, đầu cá bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Hai người bạn kể cho nhau nghe tình hình về nhà sau khi nhậu say tối. Thế tối qua say thế về vợ ông có nói gì không? Ôi bị la cho một trận đây này, còn ông thì sao? Ông không có bản lĩnh gì cả. Tôi á, tôi đi nhậu về, vợ tôi toàn phải quỳ xuống mới nói chuyện được với tôi thôi. Thế ông có bí quyết gì mà hay thế chỉ cho tôi với. Dễ ợt, đi nhậu về, ông cứ chui vào gầm giường cho tôi. Thật là quá đáng. Hai vợ chồng đi ăn tối gặp người yêu cũ đang ngồi uống rượu. Vợ bảo chồng, người yêu cũ của em kìa, đã 10 năm rồi mà anh ta vẫn uống rượu vì đau khổ không lấy được em đấy. Chồng nhún vai lẩm bẩm, quá đáng thật, có cần phải uống mừng đến tận 10 năm không nhỉ? Tuổi tác khiến nhu cầu thay đổi. Một ông cụ 84 tuổi đang ngồi uống nước tại quán Harpoon Harry. Bỗng nhiên, một cô gái tuyệt đẹp bước vào và ngồi cách ông vài ghế. Cô ấy hấp dẫn đến mức ông không thể rời mắt khỏi cô. Sau một lúc, cô gái nhận thấy ánh nhìn chăm chú của ông và tiến đến gần. Trước khi ông kịp xin lỗi, cô nhìn thẳng vào mắt ông giọng quyến rũ. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn, bất cứ điều gì mà ông có thể tưởng tượng trong những giấc mơ hoang dã nhất. Không quan trọng nó kỳ quái cực đoan đến đâu, cháu đều đồng ý, nhưng cháu cần 100 đô la và có một điều kiện nữa. Quá choáng váng trước tình huống bất ngờ này, ông cụ hỏi điều kiện đó là gì. Cô gái trả lời, dạ ông phải nói cháu làm gì
Chỉ trong ba từ thôi. Ông cụ suy nghĩ một lúc về lời đề nghị của cô gái xinh đẹp. Ông rút ví ra và đặt 100 đô la vào tay cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói rằng: Sơn nhà tôi. Tuổi tác khiến nhu cầu thay đổi. Chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm những món hời. Trong một bệnh viện tâm thần, bệnh nhân A đi chơi với bệnh nhân B. Bệnh nhân A bị té xuống hồ nước. Bệnh nhân B thấy vậy liền lao xuống cứu. Sáng hôm sau, bác sĩ điều trị gọi cho bệnh nhân B lên rồi thông báo: Anh có một tin buồn và một tin vui đây. Tin vui là hành động cứu người chứng tỏ anh đã hết điên và sắp được ra viện. Tin buồn là người anh cứu hôm qua đã treo cổ tự tử. Bệnh nhân B liền nói: Nó đâu có tự tử đâu. Tôi treo nó lên để mau khô đấy chứ. Một anh chàng vào bệnh viện thăm bạn. Đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxy thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết. Anh ta liền đưa giấy viết cho bạn. Anh bạn viết xong đưa lại, nghĩ là trăn trối của người bạn nên anh chàng liền xếp mảnh giấy đó lại và cất vào trong túi. Người bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xuôi, lúc đó anh chàng mới nhớ ra mảnh giấy. Liền lấy ra thì thấy ghi đúng một câu: Mày đang dẫm lên ống dẫn oxy. Vẫn còn hên. Đi khám bác sĩ về, cô gái mách mẹ: Mẹ ơi, anh bác sĩ khám bệnh cho con ngày hôm nay quên ống nghe ở nhà mẹ à, nên phải áp tai vào ngực con nghe một lúc lâu. Bà mẹ nói: May cho con là nó không để quên kim tiêm ở nhà đấy. Alo, mày còn thức không? Cho tao qua ngủ với. Sao thế? Trời ạ, nửa đêm thằng Nam dậy cầm con dao đi loanh quanh phòng mày ạ. Nó cứ xoa xoa vỗ vỗ vào đầu từng thằng một, lượn đi một vòng sau đó nó lại lên giường nằm. Bọn tao sợ quá nên đánh thức nó dậy. Nó bảo ngủ mơ đi vào ruộng dưa hấu mà tìm mãi chả thấy quả nào chín. Phép lịch sự. Nghe điện thoại trên bàn giám đốc reo. Cô thư ký chạy vào nghe. Alo, dạ, giám đốc đang đi toilet. Lát nữa. Và lúc đó viên trợ lý giám đốc cũng chạy lại. Thấy thế liền nhắc: Trời ơi, cô phải nói là giám đốc đang tiếp khách cho lịch sự chứ. Cô thư ký nghe nhắc nhở vội sửa ngay: Dạ, giám đốc đang tiếp khách trong toilet ạ. À, ông vui lòng, lát nữa gọi lại ạ. À. Một chàng trai nói với mẹ: Mẹ à, con muốn ly dị vợ. Người mẹ ngạc nhiên: Tại sao chứ? Hai đứa mới cưới nhau chưa được bao lâu mà. Dạ, tại hôm qua con kể chuyện cười mà vợ con nó không cười ạ. À, bà mẹ khuyên con trai: Chỉ có thế mà chia tay hả con? Vợ chồng đâu phải chia tay vì chuyện còn con đó được. Chàng trai nghiến răng trả lời: Nhưng mà cái thằng ở dưới gầm giường nó cười mẹ ạ. Tưởng bở, người cha kiểm tra sổ liên lạc của con trai thấy tấm hình của mình được kẹp ở giữa, liền hỏi con trai: Cái gì thế này hả con? Cậu con trai nhún vai đáp: Thì là ảnh của bố đó mà. Vì sao hình của bố lại kẹp trong sổ liên lạc của con thế hả? Con trai thản nhiên đáp: Dạ, vì cô giáo muốn nhìn thấy bố ạ. À, thật không? Thế cô giáo nói thế nào? Dạ, cô giáo nói muốn biết mặt đứa nào ngu làm bài hộ con ạ. Người cha vợ có tâm. Con gái nói với cha:
Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn bà. Thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng gì không? Dạ không ạ, anh ấy ở nhà trọ ạ. Thế nó có xe không? Dạ cũng không có ạ, anh ấy đi xe đạp bố ạ. Cha mẹ nó thế nào? Dạ anh ấy mồ côi ạ. Ôi ở đời phải biết tích phúc tích đức con ạ. Nó đã khổ như thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa. Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau, một học sinh than thở. Ôi, cô giáo tao thật chẳng ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng. Thế mày viết sai chỗ nào? Thì thay vì viết cô giáo em say mê chồng người, thì tao lại viết nhầm là cô giáo em say mê chồng người. Phút lâm chung, một người đàn ông nằm trên giường bệnh nói với vợ mình: "Em yêu, chẳng bao lâu nữa anh sẽ rời xa em mãi mãi. Có một điều anh cần phải biết, trong suốt 50 năm hôn nhân, em có bao giờ ngoại tình không?" Người vợ đáp: "Anh à, em phải thành thật nói với anh. Vâng, em đã ngoại tình 3 lần trong suốt 50 năm qua, nhưng luôn vì lý do chính đáng." Người đàn ông rõ ràng rất đau lòng trước lời thú nhận của vợ, nhưng anh nói: "Anh chưa bao giờ nghi ngờ. Em có thể nói cho anh biết lý do là gì khi nói lý do chính đáng hay không?" Người vợ bảo: "Lần đầu tiên là ngay khi chúng ta kết hôn và chúng ta suýt mất ngôi nhà nhỏ của mình vì không thể trả nổi tiền thế chấp. Anh có nhớ một buổi tối em đã đi gặp người chủ ngân hàng và ngay ngày hôm sau anh được thông báo rằng khoản vay sẽ được gia hạn đó không?" Người đàn ông nhớ lại lần đó và bảo nói rằng: "Anh có thể tha thứ cho em vì điều đó. Em đã cứu ngôi nhà của chúng ta, nhưng còn lần thứ hai thì sao?" Người vợ hỏi: "Thế anh có nhớ khi anh bị bệnh nặng ít năm sau đó, nhưng chúng ta không có tiền để trả cho ca phẫu thuật tim mà anh cần không?" "À, em đã đi gặp bác sĩ của anh vào một đêm, và nếu anh còn nhớ, ông ấy đã thực hiện ca phẫu thuật mà không lấy phí đó không?" Người đàn ông nói: "Ồ, anh nhớ điều đó chứ, và em đã làm vậy để cứu mạng anh, nên tất nhiên anh có thể tha thứ cho em vì điều đó. Bây giờ hãy nói cho anh về lần thứ ba nào." "Được thôi," người vợ tiếp. "Anh có nhớ có để có được chức vụ cuối cùng trước khi anh hạ cánh an toàn, anh cần 73 phiếu tín nhiệm không?" Hai vợ chồng tranh luận ai sướng hơn ai trong chuyện chăn gối. Khi sắp đối lý, anh chồng lật lại tình thế bằng câu hỏi: "Em có bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?" "Thỉnh thoảng, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến câu chuyện đâu chứ." "Thế em đã làm cách nào cho khỏi ngứa hả?" "Thì em ngoáy tai bằng tăm bông." "Thế cái lỗ tai em sướng hay là cái tăm bông nó sướng hả?" Chuyện vui, chồng tôi bắt đền bác sĩ. Vợ chồng tôi yêu nhau từ ngày học cấp 3, hai đứa học chung lớp, sau thi cùng trường đại học, ra trường đi làm gần 5 năm thì mới cưới. Có thể nói tình yêu của bọn tôi có bề dày gắn bó rồi nên hiểu nhau rất kỹ. Tới lúc cưới về cũng không bị hẫng hụt hay lăn tăn, bất ngờ về tính cách, con người thật của đối phương. Chồng tôi hiền lắm. Ngày cấp 3, tôi ấn tượng anh ấy bởi vẻ cù lần chịu khó ham học. Anh học giỏi nhất lớp, cô thầy nào cũng quý. Nói thật chứ ngày ấy tôi mà không có anh kèm thêm thì chưa chắc đã thi đỗ đại học. Hai đứa bảo nhau cố gắng thi cùng trường để có thời gian bên nhau nhiều hơn. Bạn bè toàn gọi là cặp đôi kiểu mẫu, biểu tượng của tình yêu tuổi học trò. Tính tới thời điểm kết hôn,
Kinh tế vợ chồng tôi cũng tạm ổn rồi, nhà đã mua, tài chính không quá dư giả, nhưng đủ chi tiêu và mỗi tháng để ra một ít lo tiết kiệm. Vì thế bọn tôi quyết định sinh con luôn, chồng tôi thích con gái lắm. Tại anh bảo nhà anh chỉ có bốn anh em trai, không có một cô em gái hay chị gái nào, nên anh muốn vợ sinh thật nhiều con gái. Trước khi cưới, hai vợ chồng tôi đã đi kiểm tra sức khỏe, tiền hôn nhân, mọi thứ đều tốt nên rất tự tin trong khoản con cái. Vậy mà sau khi cưới, tôi thả cả 2 năm trời, chờ mòn mỏi vẫn chẳng dính bầu, sốt ruột, đi khám không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bác sĩ kết luận chúng tôi bị vô sinh, có thể là do chồng tôi tinh trùng ít hơn người bình thường và ích nhiều hơn y, hai đứa hoang mang vô cùng. 2 năm sau đó, bên cạnh uống thuốc Tây, vợ chồng tôi chở nhau đi khắp các thầy đông y nổi tiếng để cắt thuốc bắc. Ai chỉ đâu thì nghe đấy, cứ thấy có người giới thiệu là bọn tôi lại lên đường. May mắn trời thương, bước sang năm thứ 5 cưới thì tôi có bầu. Bởi khó khăn lắm tôi mới mang thai được, nên chồng tôi chăm bẵm nâng niu vợ từng tí. Nhất là khi thai được 3 tháng, đi khám bác sĩ nói bé giống mẹ. Chồng tôi ngồi bên sung sướng ôm vợ, thơm rối rít. Quá tuyệt vời, vậy là anh có con gái thật rồi. Vợ siêu thật đó nha. Bác sĩ ngồi bên nhìn bộ dạng của anh mà phì cười bảo. Phải công nhận, tôi hiếm thấy có ông chồng nào tư tưởng tiến bộ như cái nhà anh này. Từ hôm biết vợ mang bầu con gái, chồng càng ra sức chăm tôi, lúc nào anh cũng giục vợ. Em cố mà ăn đi, em mà không chịu ăn ấy, thì con gái anh trong bụng sẽ đói đấy. Vợ ăn càng nhiều thì con gái anh càng xinh chứ. Ngày nào chồng tôi cũng đi sắm đồ cho con. Anh bảo cứ mua dần đi là vừa, nên mỗi ngày đi làm về lại thấy mang theo một thứ. Hôm thì cái nôi điện, hôm thì chậu tắm, hôm thì đồ chơi, quần áo, vân vân, tất cả đều nguyên một màu hồng hết. Thậm chí anh còn sơn phòng cho con, mua tranh ảnh về treo khắp. Nào là hình công chúa Elsa, thủy thủ mặt trăng bạch tuyết. Đến bố mẹ chồng lên chơi còn bảo, chồng con, nó mong con gái tới phát cuồng rồi. Tới tháng vợ sinh, chồng tôi xin nghỉ trước chục ngày để canh đê vỡ. Đêm tôi nhập viện đẻ, anh mang cả núi đồ màu hồng, đã thế còn vác cả thú nhồi bông theo, làm mấy bà bầu chờ sinh nhìn cười lăn quên cả cơn đau thúc xuống. Lúc chờ vợ ngoài cửa phòng đẻ, anh đứng lên ngồi xuống đi lại tới chóng mặt. Mẹ anh bực quát, trời ơi con đừng có lượn lờ nữa, chóng hết cả mặt. Anh vò đầu gắt, giời ạ, à, con sốt ruột lắm, không ngồi im được, mắt cứ dán vào cửa phòng, chẳng để ý người xung quanh. Cuối cùng con tôi cũng chào đời, bác sĩ thông báo là con trai. Chồng vào đón con với nét mặt thất thần, không tin lời bác sĩ. Một tay ôm con, một tay vạch tã, rồi tiêu nghỉu lẩm bẩm. Ô, công chúa của tôi đâu? Lần trước bác sĩ nói là con giống mẹ cơ mà. Sao lại mọc ra cái vòi thế này? Bắt đền bác sĩ đấy. Giao con ngay cho mẹ, cứ ngóng tôi ra để bắt đền. Tôi nằm trên bàn đẻ, dưới đau vết khâu mà vẫn không nhịn cười nổi. Bác sĩ nói may ba sản phụ đều là con trai, chứ có một đứa con gái là mệt với ông này. Đã vậy, đồ đạc chồng tôi mua cho con toàn màu hồng, tôi tính mang cho người ta để mua màu xanh, nhưng chồng không chịu. Anh bảo cứ cho con anh mặc hết đồ đó, chả sao cả. Chồng cứ ngó con rồi ngóng con họ toàn con trai, nên không bắt đền bác sĩ nữa. Ngồi nói, trai gái gì, cũng một đứa thôi em nhé. Chứ tội vợ quá, anh sẽ cố gắng bao bọc mẹ con em chu đáo hơn trước. Khổ thế đấy, chồng em cuồng con gái quá, nên giờ bắt con trai diện toàn đồ màu hồng. Nẫu lắm các chị ạ. À. Chiều nay, hắn đang ngồi uống nước chè một mình, định mát trời thì đạp xe ra đồng vừa chăm lúa vừa thể dục cho khỏe người. Chợt thấy tiếng chân chạy rầm rịch và tiếng người xôn xao ngoài ngõ. Phải xử chàm thôi các ông bà. Xử gì? Cứ đem lên xã mà lĩnh thưởng. Thưởng thì bó bèn gì? Cứ gọi là xử chàm. Hắn giật mình, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Nếu trâu bò phá hoa màu thì thông báo cho chủ biết, họ sẽ đền bù, đánh chết trâu bò cũng vi phạm pháp luật mà mất tình làng nghĩa xóm nữa chứ.
Nghĩ vậy, hắn quyết xem sự thể thế nào để can gián. Dù sao, tiếng nói của hắn cũng có trọng lượng với xóm làng. Ra đến nơi, hắn tròn mắt thấy anh cu sứt hàng xóm đang hỉ hạ khiêng một con chuột đồng về. Thấy hắn, cu sứt vội nói ngay: "Bác chưa đi thể dục à? Chiều tối bác về qua em nhắm rượu nhé." Ái chà, chuột đồng lại đang vào mùa lúa chín, vừa sạch vừa béo đây. Thế chú định làm món gì vậy? "Em cứ ướp riềng mẹ rồi nướng thôi bác ơi. Bác nhớ sang em làm vài chén rồi bàn chuyện gặt chiêm luôn thể nhé." "Được được, anh sẽ sang. Nhưng đừng mua rượu đấy nhé. Rượu nhanh có sẵn cả chum." "Vâng, bác đi thể dục đi nhé. Để em mổ và chế biến đây." Tình làng nghĩa xóm thôn quê là thế đấy các bác ạ. Trời nắng nóng, vợ con đi vắng, lại cộng thêm được tăng thêm 15% lương hưu. Hắn hùng dũng tiến về phố huyện ăn cơm bụi, đang nhâm nhi cốc bia thì hắn thấy có tiếng ly đặt mạnh xuống bàn ngay phía sau lưng. Ngoảnh lại, hắn thấy ba ông trẻ tầm trên dưới 30 tuổi, mặt đỏ phừng phừng vì rượu. Cái ông trẻ vừa đặt ly xuống hùng hổ nói với hai ông kia: "Nèo mẹ, tao nói với hai thằng bạn là tao quý chúng mày hơn anh em ruột đấy." Một ông trẻ khác liền nói tiếp: "Ly này tao cũng mời hai thằng bạn, chúng mày khó khăn gì thì cứ gọi tao." Trần nhận ra ông trẻ vừa nói là con trai của bạn tôi. Nó không nghề nghiệp ổn định, vợ nó một nách hai con, còn đi làm phụ hồ xây dựng, gia cảnh khó khăn. Nói như ông bạn tôi là rượu vào nổ kinh thật. Sơn mái nhà màu đỏ để thể hiện lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc là một ý tưởng độc đáo. Nhưng có một số lý do khiến bạn nên cân nhắc kỹ. Thứ nhất, hấp thụ nhiệt. Màu đỏ đặc biệt là màu đậm, có xu hướng hấp thụ nhiều nhiệt hơn từ ánh nắng mặt trời so với các màu khác. Điều này có thể làm cho nhà bạn trở nên nóng bức hơn vào mùa hè, dẫn đến việc phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để làm mát. Thứ hai, thẩm mỹ và phù hợp. Một mái nhà sơn màu đỏ có thể nổi bật, nhưng cũng có thể không hài hòa với môi trường xung quanh hoặc các ngôi nhà khác trong khu vực. Điều này có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của khu vực và có thể không được mọi người đánh giá cao. Thứ ba, biểu tượng và ý nghĩa. Mặc dù sơn mái nhà màu đỏ có thể là một cách thể hiện lòng yêu nước, nhưng có nhiều cách khác ý nghĩa và thiết thực hơn để thể hiện tinh thần dân tộc. Chẳng hạn như đừng xả rác bừa bãi, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường và không đốt vàng mã gây ô nhiễm. Vì vậy, trước khi quyết định sơn mái nhà màu đỏ, bạn nên xem xét những tác động thực tế và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất để thể hiện lòng yêu nước một cách thiết thực và hiệu quả. Nhà văn trong tương lai, cô giáo ra đề hãy tả đàn gà nhà em. Bài làm: nhà em ở chung cư, không được nuôi gà, nên ba em bảo nhà ta là một đàn gà. Ba là gà trống, mẹ là gà mái, còn em là gà con. Mỗi buổi sáng, gà trống dậy mở cửa nhìn mặt trời và vỗ đít gà mái rục dậy đi muộn rồi, sau đó mới vào nhà vệ sinh, vừa tè vừa hát: "Một ngày mới nắng lên, anh giang tay chào đón." Gà mái vừa ngái ngủ vừa làu bào: "Đi đái mà cứ mở từ cửa toang hoác thế à?" Đái xong, gà trống bật bếp nấu ăn sáng cho cả đàn gà. Gà con chỉ việc ăn, ăn xong cắp cặp để gà trống chở đến trường. Gà mái thì trước khi ăn sáng phải chải tóc, bôi kem dưỡng da, kẻ lông mi và xịt nước hoa, xong mới đi làm. Gà trống thấy vậy lườm bảo với gà con: "Già rồi còn làm đỏm, sốt ruột." Cuộc sống muôn màu.
Hùng vừa lết cái tấm thân ngọc ngà của mình vào nhà thì tiếng dắt réo muôn thuở của mụ vợ đã vang lên. Ôi giời ơi là giời, chồng con là cái nợ đời, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm, suốt ngày rượu chè bê tha. Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cơm nhà ngon thế này mà ông cứ đâm đầu ra ăn phở là sao? Ông hấp, ông ăn rồi ông uống cái này vào cho tôi. Chồng người đánh bác dẹp đông, chồng tôi thì như con cẩu chạy rông suốt ngày. Ông có biết là tôi chán cái bản mặt ông lắm rồi không hả? Ông có biết là phúc tổ 70 đời ông mới lấy được tôi không? Cứ như thế này thì ly hôn đi, giời ơi là giời. Vừa gặp nàng, Hải đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và sự ngây thơ của nàng. Hải quyết tâm chinh phục bằng được. Ngày cưới, Hải ngời ngời hạnh phúc với người vợ trẻ trung xinh đẹp của mình. Với nàng, luôn nghĩ nàng trẻ đẹp, đương nhiên Hải phải có trách nhiệm bao bọc, gánh vác mọi thứ thay cho nàng. Từ ngày có vợ, Hải thay đổi hẳn. Ngoài công việc chính ở công ty, Hải còn làm thêm để có thêm thu nhập. Nhiều bữa đã gần nửa đêm nhưng còn phải rửa bát giặt đồ, dọn dẹp. Nhưng ít khi Hải thấy vợ cười. Vợ kể với Hải, đứa bạn vừa được chồng sắm chiếc vòng tay rất đẹp. Chiếc xe của bạn chạy cũng xịn hơn xe của vợ nhiều. Chồng người ta giỏi giang, thành đạt. Hải còng lưng làm thêm việc để vợ bằng bạn bằng bè. Hải càng ngày càng gầy còm già trước tuổi, vợ thì trẻ trung xinh đẹp. Vợ luôn sợ móng tay sẽ bị gãy, da sẽ nám, áo quần sẽ dính dơ nếu tất bật chợ búa cơm nước. Mọi thứ chất lên Hải nhọc nhằn. Hoa Hải Đường Bạch. Sáng nay thằng em đồng hao gọi điện. Alo, anh đã dậy chưa? Ừ, anh dậy rồi. Chú lại rủ anh đi ăn sáng hả? Thôi thôi, anh không đi nữa đâu. Chú không biết tính chị gái vợ chú sao? Ôi khổ thân anh, sợ vợ đến thế là cùng. Em có việc này nhờ anh đây. Nếu được việc là anh em mình có sành tiêu đấy. Anh thấy ở đâu có Bạch Hải Đường không? Cái ông Bạch Hải Đường anh chỉ nghe kể là tướng cướp ở Sài Gòn thập niên 60 thì làm sao mà kiếm được. Ôi trời ơi, anh tôi suốt ngày thơ văn, đọc sách nên chẳng biết gì ngoài xã hội cả. Em nhờ anh tìm hộ cây hoa Hải Đường Bạch ấy. Nó đang sốt, có giá lắm. Anh em mình tranh thủ cướp thời cơ, tìm mua, bán được nhiều sành đấy anh ạ. Ôi, Việt Nam ngoài trị Covid sốt sình sịch mấy năm nay thì còn nhiều cái sốt quá. Nào thì hết cây vạn tuế đến lộc vừng, hết lộc vừng thì xanh si đa để. Nếu kể cái sốt mà làm trao đảo cả mạng xã hội và kinh tế thì phải kể đến phong lan đột biến. Đột một nhánh lan bé tí tẹo thôi mà toàn là tiền tỷ. Bao người hề hà sắm được xe hơi, mua đất ven đô. Nhưng cũng có gia đình vợ chồng con cái chửi bới nhau vì thua lỗ, chắc ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến. Nay chẳng lẽ hoa Hải Đường Bạch lại lên sàn giao dịch chăng? Và ai lại hề hà giàu lên, và ai lại giờ khóc giờ mếu than trời? Lộc Thánh, sáng chủ nhật tôi đến chơi thăm anh. Anh hơn tôi 8 tuổi, vài vế trong họ thì anh gọi tôi bằng chú. Anh là nhà giáo ưu tú từng giảng dạy ở một trường đại học cũng đã nghỉ hưu hơn chục năm. Đến nhà thì chỉ có vợ anh ở nhà, thấy tôi đến vợ anh vui vẻ nói: "Ôi ông trẻ đến thăm chúng cháu đấy ạ, mời ông trẻ ngồi chơi uống nước. Anh nhà cháu đi làm lễ từ sáng sớm, cũng sắp về rồi đấy ạ." Ngồi chục phút thì anh về, anh nhanh mồm chào hỏi: "Ông đến thăm vợ chồng con đấy à? Nhà con đã pha nước mời ông chưa ạ? Mùng 1 con vừa đi làm lễ thánh, con xin phép ông mấy phút để con dâng các cụ nhà con hưởng lộc thánh ạ." Rồi anh lôi đồ vừa thắp hương về bày lên bàn thờ, thắp hương khấn vái.
Đợi anh khấn vái xong ra ngồi uống nước, tôi rụt rè hỏi: "Chú ngỡ là Lộc Thánh thì thắp hương về sẽ cho cả nhà thụ lộc luôn chứ, còn thắp hương các cụ nhà mình thì phải mua riêng chứ anh?" "Dạ, ông nói vậy cũng phải ạ. Sáng nay vợ con cũng mua đồ thắp hương các cụ nhà con và đồ để con đi lễ thánh, nhưng đồ lễ thánh con mang ở đền về cũng dâng lên mời các cụ nhà con cùng hưởng lộc thánh chứ ạ. Ra về tôi cứ nghĩ mãi, không biết ông cháu nhà giáo ưu tú kia làm vậy có đúng không?" Ông chồng nói với bà vợ: "Bà ơi, hay là tôi với bà quay về kỷ niệm lúc mới yêu nhau đi." "Là như thế nào hả ông?" Ông chồng đáp: "Chiều nay tôi sẽ lên đồ đẹp, đợi bà ở công viên gần nhà, 4 giờ bà ra đó nhé." Người vợ đáp: "Dạ, 4 giờ chiều, ông già ra ghế đá đợi bà lão, cho đến 8 giờ tối vẫn không thấy bà ra. Giận quá ông về nhà thấy bà vẫn ngồi đó liền quát: "Thế sao bà không ra hả?" Bà vợ thản nhiên đáp: "Mẹ em la không cho đi." Người vợ bảo chồng: "Ông xem kìa, tóc của ông bạc hết rồi còn gì." Người chồng đáp: "Bà xem giùm tôi, mấy cái răng này đã long hết chưa?" "Ôi, cũng long hết cả rồi ông à. Thế thì mai tôi với bà chia tay nhá. Ngày xưa mình chẳng hẹn nhau, chung sống đến đầu bạc răng long. Tôi chờ mãi mới đến ngày này đấy."